30 con ký là cũng bự rồi chứ bộ. Ừ. Con ngộ dạng 30 con là ký là năm mấy ngàn. Mới vậy chục. Là thứ hai ha. Đạp con dây lại ông nội để nó. Phải giá thì bán chứ để làm gì. Có lời mình bán chứ để chừng nó rớt giá mà mình mệt lắm. Tại ông xuống ở dưới cái vùng xuống cầu Mỹ Đô kìa, ông vô cái khu đó kìa. Cái anh đó anh giờ anh mua đâu thêm có chục công vậy, anh kêu con bé múc hầm á. Ờ mà cá bự không nè. Là cái hầm đó mà đúng mẫu đất đó là đổ thức ăn không đó là một lần đổ là 8 tấn. Ghê luôn á. Trời mướn mỗi thằng giữ hầm gì đó. Bây giờ ta múc cái vết cồn nó muốn banh vết cồn hết trơn. Cá bự không, nuôi chuyên nghiệp luôn đó. Anh đó nuôi chuyên nghiệp. Ờ có hình luôn. Ưng có bột. Ừ. Ừ, cá này bự rồi á, cá này bự. Ừ. Là thứ hai ha. Bây giờ tôi thắc mắc ông cho ăn sao mà cái hầm bự mà nó lượng cá như cũng nhiều mà sao cho ăn ít xỉu à. Ông dưới ăn 3 bao đó. Cá mạnh này nó là lên ăn thấy ham ha. Cái hầm này ông mướn hợp đồng mấy năm mới hết. 2 năm. 2 năm mà hết năm hả? Cá tiền mấy năm rồi. Cái mình mấy năm rồi. Thì cái bộ là mình ương, nếu mình tự ương tới khi mình bán nó khoảng 2 tháng ngoài 3 rồi bán không? Ờ 3 tháng. Thì giá cả 2 tháng rưỡi 3 tháng rồi. Hầm là sạch đâu, hầm là nước sạch nè. Ừ, trống trải không có lá cây đổ sạch. Hầm trái đậu với mướn cũng dọn sạch chứ. Cái đậu nó đặc nó đậu hầm này. Ừ, cái nước nó tốt là cá nó khỏe à, nó mạnh à. Lên đều quá đều. Nó lùa cái bè cái trôi nó trong trường.